Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng. Nếu không có gì thay đổi thì ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi ở ghế cao nhất của Đảng 3 năm nữa. Lò của ông Trọng bao lâu nay cho thấy ông đốt chưa mạnh và các thanh củi gộc như Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải thì vẫn không thể vào lò. Với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng xem như ông Nguyễn Phú Trọng bất lực và để cho thấy lực này trỗi dậy. Còn thế lực Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đang cố đánh mạnh nhưng xem ra không dễ dàng gì. Cá nhỏ bắt được rất nhiều với hàng loạt các giám đốc các CDC sổ khám thì đấy là những con cá nhỏ. Cá lớn cũng được ông Trọng bắt một ít với Ủy viên Trung ương Đảng thì được xem là cá lớn. Ủy viên Trung ương Đảng cấp bộ trưởng thì chỉ bắt được vài người và lại nguồn Ủy viên Trung ương Đảng ở các bộ không nhiều. Hiện nay 7 Ủy viên Trung ương Đảng đã bị xử lý khai trừ, cách chức, cho thôi nhiệm vụ kể từ đầu nhiệm kỳ, trong đó có một số ít là bộ trưởng. Nguồn của Ủy viên Trung ương Đảng nhiều nhất là cấp bí thư tỉnh ủy. Nếu ông Trọng đánh vào đấy thì ông sẽ hốt được mẻ cá lớn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước thềm kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15, trong lần họp cử tri, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại cuộc tiếp xúc này, ông đã nhấn mạnh về trường hợp xử lý ở Hải Dương, Phạm Xuân Thăng. Ông Trọng nói không phải một người mà móc ngoặc với nhau từ bí thư tỉnh ủy cho đến cán bộ các cấp và còn cả các cán bộ trên trung ương. Ông Trọng nói rằng lúc đầu cán bộ vi phạm không nhận nhưng đưa ra tất cả bằng chứng, xuống gặp gỡ tổ chức đảng ở đó nên cuối cùng phải nhận. Tại hội nghị Trung ương 6 đã kỷ luật bí thư tỉnh ủy Hải Dương ở mức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng. Từng chi tiết trong việc tấn công của ông bí thư tỉnh ủy được ông Trọng nhớ như in. Điều này chứng tỏ ông Trọng theo sát sao các vụ đánh án. Trong tay ông Trọng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có Ban Nội chính Trung ương và có Bộ Công an. Với việc ông trực tiếp chỉ đạo cấp dưới ở ba cơ quan này đánh án, thì xem ra các bí thư tỉnh ủy nào có ăn chia với các giám đốc CDC chuẩn bị tinh thần để vào tù là vừa. Đây là hình ảnh ông Trọng cần làm nhiều các vụ Hải Dương hơn nữa. Theo ông Trọng, tại Hội nghị Trung ương vừa qua đã có quyết định rất mới và đây là tiến lên một bước mới, ông nói. Theo đó, không chỉ kỷ luật mà nếu cán bộ thấy có khuyết điểm, tự nhận và xin thôi, tự từ chức thì Trung ương và cơ quan có thẩm quyền đồng ý quyết định cho thôi. Việc này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mất hết quyền chức. Còn ai có điều kiện, sức khỏe, khả năng có thể tham gia vào công việc khác phù hợp hơn chứ không phải cốt xử thật nặng, không còn tình nghĩa gì mới là nghiêm. Ông Trọng đã nói như thế. Đấy là nơi mà ông Trọng có thể bắt cá lớn. Còn cá khổng là hàng Ủy viên Bộ Chính trị thì cho tới nay ông Trọng chưa bắt thêm được ai ngoài Đinh La Thăng. Người dân thì hy vọng đại án Vạn Thịnh Phát ông Trọng cho tóm được ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải vào lò. Nỗi oan của bà con Thủ Thiêm cần được giải quyết tận gốc. Việc quan trọng là phải tóm cho được Lê Thanh Hải và sau đó là tóm luôn hai nhân vật tiếp theo, đó là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tổng hợp lại được Lê Thanh Hải và ông Trọng bắt ra được thì sẽ mở được cú nút thắt nhóm tam trụ ăn đất. Tuy nhiên, để tóm được Lê Thanh Hải thì ông Lê Tô Lâm thì phải vượt qua được vụ án Vạn Thịnh Phát đầy thách thức. Đây là hình ảnh cá gộc Lê Thanh Hải vẫn đang nhởn nhơ. Câu hỏi đặt ra là cá lớn, cá khủng có tóm được hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chỉ có ông Trọng trả lời được, chứ chưa chắc gì ông Tô Lâm có thể giải đáp. Với ba công cụ mạnh trong tay là Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương của Bộ Công an mà không tóm được cá lớn thì không khéo, trò đốt lò đã gần 10 năm xây dựng đảng của ông Trọng thành ra trò trẻ con vì chẳng tóm được cá lớn nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phe Tổng công thành hai chiến tướng thủ thành gục ngã, Phe Tổng chiếm kho tiền của kẻ bại trận. Có thể nói ngân hàng SCB là kho tiền của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Được biết, đây là ngân hàng thương mại có lãi suất thuộc hàng cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam. Ông Tổng cho tấn công vào tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc ra tay bắt bớ bốn nhân vật lớn, đó là Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và Hồ Phương. Tuy nhiên, trước khi có tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt chỉ có 3 giờ, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, tự nhiên bị lăn ra đột tử. Đây là hình ảnh
phe ông Tổng công thành chiếm kho tiền. Như vậy là trước khi bà Trương Mỹ Lan thất thủ thì một chiến tướng của bà đã tử chiến. Sau khi bà Trương Mỹ Lan lại thêm cái chết của Nguyễn Phương Hồng là trợ lý của bà Trương Mỹ Lan và là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SCB. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay có ít nhất hai chiến tướng giữ kho bạc của SBC đã bị tử trận. Được biết vào ngày 15 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Mọi hoạt động của ngân hàng này được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, v.v. tham gia quản trị điều hành ngân hàng SCB. Như vậy là ngân hàng SCB đã thất thủ, toàn bộ ngân hàng này về tay ông phe Tổng. Kho tiền của Vạn Thịnh Phát đã hoàn toàn rơi vào tay của phe ông Tổng. Từ đây, nguồn tiền mà ngân hàng SCB huy động được rót đi đâu, ngân hàng nhà nước nắm trong lòng bàn tay. Việc chiếm kho tiền của bà Trương Mỹ Lan là một lợi thế. Tuy nhiên, những hồ sơ được khai thác ở đây liệu có còn nguyên hay không, hay là một câu hỏi mà người dân đang đặt ra. Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, người ta thấy nổi lên những bàn tay vô hình đi bịt đổ mối và phi tang chứng. Cho nên có ý kiến dự đoán là không hề dễ dàng cho phe ông Tổng có thể phăng ra đổ mối của nguồn tiền đi vay của ngân hàng này. Đây là hình ảnh chiến tướng thứ nhất bị gục ngã. Cuộc họp cử tri mới đây của ông Trọng nói rất mạnh rằng cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm, những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực đến chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý. Lời nói rất dứt khoát, nhưng liệu ông Tổng có thực hiện nổi những gì ông nói với trường hợp Vạn Thịnh Phát hay không? Phe của ông Tổng mới ra quân, tuy tấn công ở thành trì Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, nhưng ông cũng đã bắn được 3 mũi tên trúng 3 mục đích. Việc thâu tóm ngân hàng SCB về bề nổi là để giải cứu tình trạng thanh khoản của ngân hàng và khi hàng loạt khách hàng tới rút tiền ồ ạt tại ngân hàng này. Đó là bề nổi nhưng cũng là một mục đích của ngân hàng nhà nước. Họ không muốn có hiệu ứng domino trong hệ thống ngân hàng sụp đổ, ăn theo. Tuy nhiên, mục đích thứ nhì quan trọng hơn đó là tìm cho ra bằng chứng buộc tội Vạn Thịnh Phát thông qua những người tiếp quản ngân hàng này. Đây là hình ảnh chiến tướng thứ nhì gục ngã. Vụ án Vạn Thịnh Phát có nhiều tầng, nhiều lớp, ngoài những mối làm ăn kinh tế hết sức phức tạp, lớp trong là những quan hệ chính trị cũng không kém phức tạp. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt xem như ông Tổng lần ra đầu mối làm ăn của bà rất khó khăn. Đấy là chưa nói tới các mối quan hệ với hệ thống chính trị trong và ngoài nước. Ông Tổng đang tấn công vào thành trì của Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cấu tạo thành trì của Vạn Thịnh Phát có nhiều lớp, ông Tổng chỉ công được kho tiền. Còn các thành trì khác nữa ở bên trong Vạn Thịnh Phát, Vạn Thịnh Phát đang đợi ông Tổng công tiếp. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông Tổng có làm được gì hơn thế.